bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn thực hiện mực tế ngôi sao năm cánh bằng lá dừa. Nào, sau đây là các bước thực hiện, mời các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn cần chuẩn bị là kéo, da rục giấy. Các bạn sẽ bỏ cái phần cọng cứng này trước. Các bạn sẽ cắt bỏ bớt phần đầu và phần đuôi lá ha. Rồi, trước tiên là mình sẽ hướng hai cái lá, hướng hai cái bề mặt, hướng hai bề mặt về với nhau. Rồi mình cắt cái phần này đi. Rồi khi các bạn đã cuột xong á, thì mình sẽ hướng cái phần bề trái á, bề trái của cái lá nè, các bạn lặn lên, các bạn cứ uống thoải mái cái chỗ này. Rồi phần lá còn lại các bạn cũng sẽ lật lên nè, sẽ uống như thế này. Mình tạo cái hình ngôi sao đầu tiên này, mình sẽ tiếp tục tạo hình ngôi sao thứ hai. Các bạn nhớ điều chỉnh cho các ngôi sao nó bằng nhau, đều nhau nha. Này, mình đã tạo hình được cái năm cái cánh này ha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ lấy cái lá này nè, cứ mình sẽ vòng vô cái lá, cái lớp thứ nhất đó, các bạn vòng lên lớp thứ nhất. Đây. Rồi, mình được cái lớp thứ hai rồi ha. Mình sẽ tiếp tục nè. Mình vừa làm mình sẽ điều chỉnh, do cái lá này mình phải điều chỉnh nó mới đúng theo cái vị trí mà mình đặt nó nữa. Rồi, được lớp thứ ba rồi đó các bạn. Thì mình nếu mình còn dư lá thì mình sẽ làm tiếp nha, lớp là làm tiếp tiếp lớp thứ tư nè. Rồi tới khi này mình hết lá thì mình sẽ chốt lại luôn, lại ngay chỗ này luôn. Nhìn cái bề này cũng rất là đẹp ha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nè, các bạn có thể là dùng cây để mình luồn vô cái phần cánh này ha. Đó, luồn vô trong xong mình cầm nè, phần ngôi sao sáu cánh là mình cũng vậy luôn nha. Đó, này đây là cũng là một chi tiết trang trí rất là đẹp nè, các bạn có thể dùng cầm cho các bé nó chơi nè, dùng để trang trí nè, dùng để đeo nữa. Trong các sự kiện bằng lá dừa thì rất là cần những chi tiết như thế này, thì các bạn nha, làm thì mọi người rất là thích nha. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện một ngôi sao năm cánh bằng lá dừa, thì đây là cái thành quả của mình nè. Mong các bạn sẽ thực hiện thành công nha. Đây cũng là một cách rất là đơn giản. Nếu các bạn thấy clip có ý nghĩa thì hãy chia sẻ, like và đăng ký kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.